Hôm nay thì chúng ta sẽ có cái chủ đề đó là đau dạ dày thì có ăn sữa chua được không? Thì có rất là nhiều người hỏi bác sĩ Dung về cái băn khoăn về việc là người bị đau dạ dày thì có nên ăn sữa chua hay không? Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về công dụng của sữa chua đối với hệ tiêu hóa. Thứ hai là người bị đau dạ dày có nên ăn sữa chua không? Và thứ ba đó là cái việc mà chúng ta nên ăn đúng cách như thế nào? Và thứ tư đó là cái thời điểm nào chúng ta nên ăn sữa chua? Nhưng thật ra trong một ly sữa chua như thế này nó cung cấp cho chúng ta rất là nhiều thứ. Nào là lợi khuẩn này, nào là ví dụ như thế này, nó được lên men từ cái con vi khuẩn họ Lactobacteria, thì trong 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 sữa có nhiều đường lactose ấy, nên khi mà lên men sẽ chuyển hóa thành dạng đường đơn là galactose và glucose rồi mới chuyển hóa thành axit lactic. Đó. Thế thì khi mà chúng ta trong cái sữa chua này thì nó sẽ có là đầu tiên là axit lactic đúng không ạ? Thì đấy là lý do tại sao rất là nhiều cô bác anh chị chúng ta bị bệnh dạ dày ấy thì chúng ta lại ngại ăn sữa chua. Bởi vì là chúng ta nghĩ rằng là trong sữa chua nó có axit lactic thì đấy là cái thành phần đầu tiên mà rất là nhiều người nghi ngại. Đó. Trong sữa chua còn có một những cái loại lợi khuẩn cho đường ruột nữa. Tức là những cái loại vi khuẩn nó có khả năng tạo ra cái enzyme protease giúp phân hủy protein thành các axit amin tự do và dễ hấp thu. Đó. Và cái axit của sữa chua ấy sẽ kiềm chế cái vi khuẩn lên men thối ở trong ruột phát triển. Một số loại sữa chua thì có thêm những cái thành phần khác như là sắt, vitamin D, omega 3. Vì thế mà sữa chua rất là tốt cho sức khỏe. Và bên cạnh đó một ly như thế này sẽ cung cấp cho chúng ta khoảng đâu đấy 200 mg canxi. Tức là một ngày thì chúng ta sẽ cần đâu đấy khoảng 1.000 đến 1.200 mg canxi đúng không ạ? Thì một hộp như thế này đã cung cấp cho chúng ta khoảng 200 mg canxi rồi. Nên cái lượng sữa chua rồi là một cốc sữa tươi sẽ cung cấp cho chúng ta những cái lượng canxi mà để bổ sung cho cơ thể. Và đặc biệt nữa là ở trong sữa chua này thì cái canxi của nó lại là canxi KC nó là cái canxi casein ấy. Đó, trong sữa này thì nó khi mà tác dụng với lại cái axit ở trong sữa chua ấy thì nó tạo ra canxi lactate và canxi casein thì sẽ giúp cho cái việc tiêu hóa nó trở nên dễ dàng hơn, tức là cái việc hấp thu canxi trong sữa chua ấy thì nó sẽ dễ hơn là cái việc mà chúng ta uống những cái thực phẩm bổ sung. Vậy nên là nếu như mà chúng ta chịu khó ăn được những cái loại thực phẩm như thế này thì nếu như mà không phải là phụ nữ qua 35 tuổi thì trong cái chế độ ăn của chúng ta nó đã đầy đủ canxi rồi. Còn đâu nếu như mà phụ nữ mà qua 35 tuổi thì cô bác anh chị chúng ta nên bổ sung canxi, bởi vì rằng là sau 35 tuổi thì hôm qua chúng ta tìm hiểu về cái chủ đề về nội tiết đúng không ạ? Thì sau 35 tuổi cái lượng, đặc biệt là ở phụ nữ ấy, thì cái lượng mà hormone nó suy giảm một cách nghiêm trọng, dẫn đến là cái việc mà cái hormone nó suy giảm nghiêm trọng như vậy thì nó sẽ khiến cho chúng ta cái việc hấp thu canxi của chúng ta rất là tệ và dẫn đến sau đó này nó dễ bị loãng xương. Chủ đề tiếp theo đó là người đau dạ dày thì có nên ăn sữa chua hay không? Vì trong cái tính axit đó nên là rất là nhiều người lo ngại là nó sẽ làm tăng cái lượng axit ở trong dạ dày. Thế bình thường chúng ta hình dung mà xem đau dạ dày là nó tăng tiết axit đúng không ạ? Đó, và khi cái axit tăng tiết lên thì nó làm cái tổn thương viêm, tổn thương loét nó trở nên nghiêm trọng hơn. Rồi, nhưng mà theo những cái nghiên cứu thì chỉ ra rằng là sữa chua thì có tính axit nhưng mà cái axit này là axit yếu, axit lactic. Đó, nó không đáng kể so với những cái lượng axit trong ly dịch vị. Đó. Nên là chúng ta không cần phải quá lo lắng về cái chuyện là ăn sữa chua nó gây hại cho dạ dày. Đó, nhưng mà chúng ta ăn như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta ăn như thế nào để cho nó tốt cho dạ dày thì tí nữa thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Đương nhiên là nếu mà chúng ta ăn lúc đói đúng không ạ thì bản chất nó vẫn chứa axit. Nên là khi mà chúng ta ăn lúc đói thì chúng ta cũng dễ bị đau hơn là chúng ta sẽ ăn cái lúc mà bụng chúng ta no. Và thứ hai là tùy thuộc vào dòng sữa chua. Ví dụ nếu người đau dạ dày thì chúng ta nên lựa chọn những cái loại sữa chua không đường. Thì thứ nhất là một là nó dễ tiêu hóa hơn. Thứ hai nữa là cái dạng sữa chua không đường ấy thì nó sẽ ít sinh ra cái axit nhiều hơn, bởi bởi bản chất khi mà đường vào trong cơ thể đúng không ạ, nó cũng bị phân tách có thể là hình thành những cái gốc axit. Thế thì nên là tại sao người bị dạ dày chúng ta cũng không nên ăn cái thực phẩm mà có nhiều tinh bột quá đúng không ạ, nhiều đường quá, những cái loại đồ ăn nhiều đường quá rất là khó để tiêu hóa. Thì đây là chúng ta nên lựa chọn cái loại sữa chua không đường và thường là sữa chua không ấy, cho những người mà nếu chúng ta đang đau dạ dày thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại đó. Và nên thường thì những cái loại nó loại loại không đường là loại trắng không ấy,
Còn đâu là những cái loại như thế này chẳng hạn, nó chứa thêm nha đam thì thông thường là kiểu gì nó cũng cũng có đường hết ấy. Đấy. Thế thì khi mà chúng ta ăn sữa chua thì nó mang lại nhiều những cái lợi cho dạ dày của chúng ta nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà những người mà bị nhiễm vi khuẩn HP ấy, thì nó sẽ làm cho cái niêm mạc dạ dày của chúng ta bị tổn thương. Nó tiết ra cái enzyme ureaser làm thay đổi cái độ pH ở trong dạ dày và khiến cho cái hệ vi sinh ở trong đường ruột dạ dày bị mất cân bằng. Và đây chính là những cái nguyên nhân mà khiến hình thành nên những cái viêm. Thì bản chất khi mà những cái con vi khuẩn tốt có lợi nó vào dạ dày ở sữa chua đúng không ạ? Nó cũng sẽ ổn định lại, cân bằng lại đúng không ạ? Nhưng mà thường thì nó sẽ cân bằng được ở cái phía đường tiêu hóa của chúng ta nhiều hơn. Chứ còn nhiều người nói rằng là nó có thể tồn tại ở dạ dày thì cái điều này nó rất là khó. Bởi vì là những cái lợi khuẩn này nó sẽ sống chủ yếu ở cái đường ruột của chúng ta. Chứ còn nếu mà ở dạ dày ấy thì nó sẽ chỉ có con HP nó có khả năng tiết ra cái dịch nhầy thì nó mới có thể sống ở dạ dày thôi. Còn những cái loại vi khuẩn khác nó rất là khó. Nhưng mà cái lợi khuẩn ấy thì nó sẽ rất là có lợi cho cái hệ tiêu hóa tiếp theo. Quá trình tiêu hóa tiếp theo của chúng ta là ruột non và ruột già đúng không ạ? Đó rồi, đấy thì từ cái đó nó sẽ cải thiện cái hệ tiêu hóa, giúp cho chúng ta giảm bớt được những cái chướng bụng đầy hơi. Nên tại sao trong một số các phác đồ điều trị về dạ dày mà bệnh nhân hay bị chướng bụng nhiều thì bác sĩ Dung hay kê thêm cái lợi khuẩn sống. Có nghĩa là sẽ kết hợp thêm với cái curcumin để điều trị dạ dày, cái nano curcumin hướng đích ấy. Đó, thế thì chúng ta vừa tìm hiểu về cái sữa chua. Thế thì chúng ta đối với lại người mà bị đau dạ dày thì thứ nhất là nên chọn những cái loại sữa chua mà nó không đường. Thứ hai là rất ít chất béo, tránh những cái loại sữa mà nó giàu chất béo quá thì nó cũng kích thích các triệu chứng của bệnh trào ngược. Và nên chọn cái dòng nguyên chất đấy, tránh những cái loại mà có hoa quả hoặc là những cái vị như là xoài, cam, đào. Vì những cái loại mà chúng cho thêm những cái vị này thì thường nó sẽ ngon hơn bình thường. Nhưng mà nó lại có chứa nhiều những cái phụ gia hóa học khác thì nó lại không tốt đúng không ạ? Thì thứ nhất là điều chúng ta cần lưu ý là khi ăn khi nào đúng không ạ? Thì như vừa nãy có chia sẻ đó, khi ăn khi no để giảm cái nguy cơ nghiêm trọng hơn đối với bệnh dạ dày, và tốt nhất là sau cái bữa ăn tối đúng không ạ? Ăn sau bữa ăn tối thì nó sẽ tốt hơn. Rồi là chúng ta không nên ăn kết hợp với những cái loại mà nó khó tiêu hóa, như là các cái loại như là thịt hun khói này, xúc xích này, thực phẩm đông lạnh này, các cái loại đấy nó làm gánh nặng thêm cho hệ tiêu hóa. Rồi là chúng ta cũng có thể ăn kết hợp thêm một vài các cái thực phẩm khác mà trong cái video mà bác sĩ Dung chia sẻ về cái chuyện mà đau dạ dày kiêng ăn gì và nên ăn gì ấy, thì chúng ta có thể xem lại cái video đấy để chúng ta biết là chúng ta nên cần ăn gì và kiêng ăn gì đúng không ạ, trong cái bệnh lý dạ dày. Và chúng ta ăn sữa chua thì những cái người mà bị các vấn đề về đường ruột khó tiêu ấy, rồi táo bón ấy, thì đây là một món rất là thích hợp đúng không ạ? Rồi là những cái đứa trẻ mà chúng ta thấy là bị tiêu chảy đúng không ạ, do mất cân bằng cái hệ vi sinh, thì sữa chua cũng là một cái thứ mà bổ dưỡng cho cái đối tượng này. Rồi là phụ nữ mang bầu đúng không ạ, phụ nữ mang bầu thì có thể ăn tới 2 hộp trong cái giai đoạn mang bầu thì rất là tốt, bởi vì là nó vừa bổ sung cái lợi khuẩn cho đường tiêu hóa, lại vừa bổ sung cái canxi nữa. Nên là đối với phụ nữ mang thai thì chúng ta nên ăn khoảng từ 2 hộp, rất là tốt cho cái sức khỏe của mẹ và thai nhi. Thì là những cái đối tượng mà chúng ta đã ăn thì nó sẽ rất là tốt đúng không ạ? Bởi vì nó chứa những cái probiotic, những cái lợi khuẩn, rồi là protein, canxi để phát triển chiều cao. Đó. Vậy thì những ai không nên ăn sữa chua? Thì thứ nhất là nếu như mà bạn bị hội chứng ruột kích thích, có nghĩa là cứ ăn vào xong rồi bị đi ngoài, thì lúc này chúng ta nên bỏ sữa chua ra khỏi chế độ ăn của mình. Bởi vì là cái cơ địa của mình bị dị ứng hoặc là bị kích ứng với những cái dòng này thì chúng ta nên bỏ sữa chua ra khỏi khẩu phần ăn. Rồi là những người mà bị tiểu đường thì chúng ta nên chọn sữa chua không đường, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta ăn sữa chua có đường thì lại là không nên. Rồi trẻ em dưới 1 tuổi thì cái hệ tiêu hóa nó chưa có phát triển ổn định, vậy nên là dưới 1 tuổi thì chúng ta sẽ không cho bé ăn sữa chua. Khoảng tầm đâu đấy qua 1 tuổi thì chúng ta nên cho bé ăn sữa chua. Còn đâu là dưới 1 tuổi chúng ta sẽ tập dần.
À, tức là ngày xưa là con mình sẽ tập dần, nâng dần, nâng cấp dần lên. Ban đầu là cho ăn rau, sau đó ghi chép lại là xem con có bị dị ứng không, có bị dị ứng với cái gì không dần dần. Bởi vì trẻ con nó mới sinh ra, chúng ta không biết nó bị dị ứng với cái gì, và chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm để xử lý những cái vấn đề đó. Thì đối với những cái loại sữa chua mà ví dụ như là các loại sữa chua vị trái cây ấy, bao giờ nó có nhiều đường hơn, khoảng 26 gram đường trên một hộp sữa chua, rồi là những cái chất phụ gia nữa. Nên là chúng ta nên là lựa chọn những các loại sữa chua mà nó nguyên chất thì nó sẽ tốt hơn. Đó, thì đấy là những cái mà chúng ta cùng chia sẻ và tìm hiểu về cái việc mà ăn sữa chua, đúng không ạ? Thời điểm ăn sữa chua này, rồi người đau dạ dày thì có nên ăn sữa chua hay không, thì xoay quanh cái câu chuyện đấy thì trong ngày hôm nay. Thế còn nếu như mà cô bác anh chị mà chúng ta gặp các vấn đề về dạ dày thì đương nhiên là chúng ta vẫn cần phải điều trị theo cái phác đồ dạ dày, chứ không phải là chúng ta cứ kệ để nó đấy, đúng không ạ? Thì nếu mà đang bị đau dạ dày thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại giảm tiết axit, chúng ta có thể sử dụng những loại trung hòa axit như trong các video khác bác sĩ Dung đã hướng dẫn. Và những cái loại đó nó sẽ giúp điều chỉnh ổn định cái dạ dày trong thời gian ngắn. Và sau đó thì chúng ta nên duy trì chuyển sang những cái loại viên nghệ, đúng không ạ? Những cái viên nghệ như thế này thì nó lành tính và an toàn hơn rất là nhiều lần so với lại những cái loại thuốc tây. Thì đây là một cái dạng mà chúng ta có thể lựa chọn để chúng ta pha, chúng ta uống, và nó cũng sẽ là những cái chất chống oxy hóa để giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn.